Khi mà sư đi lên trên đây từ lầu 3 từ sân thượng cho tới cái lầu trên rồi tới cái lầu, sư nhìn cái bông hoa. Phải nói là những vị cắm hoa thì rất là đẹp. Phải công nhận là có vị cắm rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp. Mà khi nhìn vào, nhìn gần, cái gì có thấy gì không? Nó đã có màu. Nó đã bắt đầu là nó đã có cái hướng suy tàn. Tức là ngay trong những cái đẹp đẽ đó, nó đã có khuynh hướng suy tàn ở trong đó rồi. Mà ngày hôm qua hồi sáng mà nói cái vụ là để thành bông khô là để cho nó thúi, nó lại thêm một cái vấn đề nữa. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà sư nhìn thấy cái những cái bông mà nó bắt đầu nó héo tàn, thì khi mà sư ngồi thở, không dám nói mình ngồi thiền, không nói, chỉ dám nói là mình ngồi thở thôi, mình ngồi mình thở thôi. Thì nó có cái suy nghĩ nó hiện trong đầu sư. Khi mà nhìn ở trên, mình nhìn xuống dưới, cái nơi này Kalama mới bắt đầu xây dựng thôi. Nhưng mà rồi theo thời gian thì Kalama cũng sẽ trở thành một nơi thịnh vượng. Sẽ có nhiều công trình mọc lên, sẽ có nhiều người đi đến, và nó sẽ có nhiều thay đổi. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm. Ai biết chừng Kalama mình sẽ tồn tại trong bao lâu. Có khi 1.000 năm không chừng. Nhưng mà rồi thì cái người đâu còn nữa. Rồi sẽ có những lúc những cái gương mặt ở đây họ chết hết. Chỉ còn có những tấm hình 3-4 dáng như trong hũ cốt. Những người ở đây cũng sẽ chết hết. Rồi những lớp người mới cũng sẽ vào. Họ đến, họ đi, họ sống rồi họ chết. Hết lớp này tới lớp khác. Rồi thì sau một thời gian thì Đức Kalama nó từ mới sanh cho tới khi nó hoàn thiện, thịnh vượng, rồi chắc chắn cũng sẽ đến lúc nó suy tàn. Nó suy tàn rồi thì có khi lúc đó Kalama mình sẽ nổi tiếng và nó sẽ có một cái cổng thiệt là bự. Rồi đến lúc nào đó người ta sẽ nhìn, người ta chỉ cái đây là cái tàn tích của một nơi từng gọi là thiền viện Kalama. Chuyện nó hoàn toàn xảy ra. Nhưng điều sư muốn nói đó là gì? Mọi thứ nó đều có thịnh, có suy, có sanh, tức có diệt. Vấn đề là chúng ta có tận dụng lúc mà nó còn đang thịnh vượng mà mình xài hay là không. Giống như bông hoa vậy. Chúng ta ai mà chẳng biết hoa nó phải héo, ai cũng biết hết. Nhưng tại sao mà mình vẫn xài? Tức là mình tận dụng trong những ngày ngắn ngủi mà nó còn tươi, nó còn đẹp, mình đem mình cắm. Tức là tận dụng khi nó còn đẹp. Thì tại sao chúng ta không tận dụng cái Kalama khi mà còn xài được? Và bản thân chúng ta cũng vậy. Tại sao chúng ta không tận dụng cái cơ thể này, tận dụng cái sức khỏe này khi mà nó còn xài được? Tại vì chúng ta nhìn nơi chính cơ thể này, chúng ta đều thấy là mặc dù bề ngoài nó ngon lành đấy, nhưng nó đã có dấu hiệu của sự suy vong rồi. Nó đã có dấu hiệu rồi. Và cái chuyện nó suy hoại là cái chuyện sớm muộn thôi. Rồi sẽ có những lúc mình thương lắm, mến lắm mà qua không nổi nữa. Có những lúc mình muốn lắm, mình ghiền lắm mà mình ngồi thiền cũng không được nữa. Thì lúc đó nó sẽ là cái vấn đề. Khi mà
ngày thường khi mình còn nhân lúc còn xài được của tấm thân này, của cái chú xứ này, mà mình không tận dụng, mình không xài, tới hồi tới lúc nó suy vong rồi thì muốn xài xài cũng không được nữa. Cũng như bông hoa vậy, tới hồi mà nó héo, nó tàn rồi, muốn đem chưng, đem cắm cũng cắm không được nữa. Thành ra đó, phải tận dụng. Chứ còn không thôi là nó muộn. Đời người nó thật là dưới con mắt của chư thiên thì nó ngắn ngủi. Và thậm chí là dưới con mắt của các hàng phi nhân, các loài ngạ quỷ, nó lại càng ngắn ngủi. Đối với chư thiên nó ngắn ngủi như thế nào? Họ sẽ nhìn, họ tiếc là trời đất ơi, ta sống cả triệu năm rồi đó, mà nhìn biết bao nhiêu đứa nó sinh ra nó chết đi, mà biết có bao nhiêu đứa nó chịu nó tu hành đâu. Nó uổng cái kiếp người đó rồi xong rồi nó đi xuống. Khổ lắm, khó lắm, cực lắm mới lên được làm người, mà rốt cuộc lên rồi nó mê chơi rồi xong rồi nó xuống, uổng phí cả kiếp người. Còn cái hàng ngạ quỷ nó nhìn mình nó tiếc là trời ơi, tao muốn được như tụi bay để ra làm phước, để bỏ được cái kiếp quỷ. Kiếp quỷ nó khổ muốn chết luôn, mà ở kiếp quỷ ở cả triệu năm, cả tỷ năm mà chưa được hết nữa. Tụi bay có 100 năm mà tụi bay không lo làm phước, tụi bay không lo tu tập, rồi xong rồi tụi bay về đây làm bạn với tao. Mà quý vị nghĩ, sư biết có những người nói với sư, thưa sư, còn nói thật là suốt 60 năm trời con không biết chánh pháp. Tức là mình đã có 60 năm lãng phí rồi, mà chưa chắc cái đời sống mình sống được, còn sống được bao nhiêu năm. Chắc 100 năm thôi, chưa chắc, 100 năm nói cho vui thôi. Mà mình đã đi mình lãng phí tới như vậy. Đi thì nó có cái lợi ích của chuyến đi. Nhưng cái vấn đề là khi mình đi, trong đầu mình nó có cái gì? Chứ không phải là mình đi chỉ để là đi rồi, xong rồi mình về mình lại quần quật với những thứ ở đời, rồi xong rồi hết 100 năm thì xuống dưới nữa. Uổng dữ thần lắm. Rồi hồi sáng nay thì như sư nói, nghe cái chuyện mà bông thì để khô thì để thúi thì sư nghe nó cũng hay. Hay là sao? Tôi thấy có những người khi mà họ héo rồi, thật sự họ đáng làm hoa khô. Khi họ sống họ có cái đẹp của cái sống, mà khi họ chết họ có cái đẹp sau khi họ chết. Giống như hoa vậy. Hoa tươi có đẹp hoa tươi, mà hoa khô có đẹp hoa khô. Nhưng mà có những bông hoa nó héo nữa, nó chỉ có thúi thôi, đem bỏ thì xài không được. Cũng như có những người mình sống thì ngó nó đẹp, mà tới hồi chết rồi thì xài không được. Tức là chết rồi bắt đầu họ phát hiện ra là không phải như mình tưởng. Bắt đầu họ môi móc những thứ, bắt đầu nó xì, nó lòi ra, nó thấy nó thú quắc, thì ngại dữ lắm. Xài không dám xài.